Không biết chú không? Dạ. Hả? Sao nào ngủ đây? Thanh ơi, Thanh, Thanh ơi, chú Hồ nè, Thanh. Đó, chị Nguyệt đó là Thanh thường là nằm ngủ ở đây đó. Chú Hồ. Chú chào con. Sao ngủ ở đây? Gọi đi, gọi đi. Nguyện ước bà nội với mẹ con còn sống nữa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp á. Thì bắt gặp hình ảnh bé Thanh nè cô bác quý anh chị biết không? Bé Thanh là con của chị Nguyệt á cô bác quý anh chị. Và đang nằm ngủ ở đây nè. Đó. Thanh. Thanh ơi. Thanh. Thanh ơi. Chú Hồ nè. Thanh. Đó, chị Nguyệt đó là Thanh thường là nằm ngủ ở đây đó. Con biết chú không? Thanh. Thanh ơi. Dạ. Con biết chú không? Dạ. Hả? Sao nào ngủ đây? Hả? Con ngủ quên. Con ngủ quên hả? Sao không về nhà ngủ? Xuống này chú Biểu, xuống này chú Biểu. Leo lên cái mũi này ngủ nè. Ờ, cô bác anh chị thấy không? Hôm trước thì nói đi Bình Dương làm. Qua đây nè con, qua đây nè. Đây chú. Đây cái áo xuống, cái áo của con đúng không? Cái áo của con hay vậy? Cái áo này của ai? Không phải cái áo. Cái đó là gì ạ? Cái này của con. Ôi trời ơi. Đó là ai vậy? Bạn. Hả? Bạn. Bạn hả? Bạn sao? Rồi rồi qua đây ngồi ngồi với chú. Qua đây ngồi đi cho mát. Con về đây khi nào? Dạ con về đây lúc mà chú Hồ nói giấc sáng á. Ừ. Con đi về. Con xong giờ... rồi con ngủ ở trên này. Ừ. Con ngủ con tới đầu ngủ tới chiều con mới biết là chú Hồ lên. Ờ. Con ngủ trên đây tới chiều luôn hả? Dạ con mới biết chú Hồ lên. Rồi sao không về? Mình nhà ngủ mà ngủ quên. Ở đây. Con ngủ quên. Con làm gì mà con ngủ dữ vậy? Dạ con ngủ á. Con buồn ngủ hả? Con tối con thức khuya dữ không mà con buồn ngủ? Mấy ngày nay sao rồi, có đi nhà về nhà phụ mẹ không, còn tiền gì không? Hết tiền hả? Sao hết tiền đó chú Nghi ơi? Ăn á. Con ăn hả? Bữa hổm xin được nhiêu? Có 150. Có 150 ngàn hả? Rồi ăn gì hết, rồi đi hôm trước đi về bằng phương tiện gì? Xe buýt hả? Con đi xe buýt hết nhiêu tiền? 27 ngàn. À, có đưa mẹ tiền không? Bây giờ mình đi bờ ngủ bụi gì đó hả Thanh? Thanh ơi. Dạ. Nghe chú nói nè. Sao mình đi bờ ngủ bụi của nhà mình không chịu về? Con chán ở nhà. Sao con chán? Không có cái gì chờ á. Rồi lần này con chơi cái gì đó chú nghe. Tối đi giỡn nhưng mà không chơi với bạn. Tối đi dẫn đến mấy giờ? Dẫn lâu sáu sáng mới ngủ. Sáu thì sáng mới ngủ hả? Thì ăn cơm ở đâu? Dạ con đi ăn... xin cơm từ thiện. Hả? Đi xin cơm từ thiện. Xin cơm từ thiện. Xin cơm từ thiện ở đâu? Ở ngoài này nè. Vậy hả? Bây giờ bình thường là bây giờ là con ngủ đến mấy giờ mới thức nếu như chú không kêu con? 12 giờ. Nằm ở trên đó luôn hả? Nằm chỗ mày. Chỗ nào nằm chỗ nãy hả? Nằm qua nắng. Rồi có bị mấy chú công an la không? Rồi bạn kia là sao nữa? Dạ bạn.
bác với anh chị thấy không, nằm ngủ mà Bùi Hồ lại kêu không hay á. Có nhà thì không chịu về, mẹ con đi vậy có biết mẹ có lo lắm không Thành? Hả? Con đi vậy biết mẹ lo lắm không? Ờ, không biết nữa. Con có buồn giận gì mẹ không? Vì sao mà con đi hoài vậy? Hai con làm miếng nhà, nhà không có gì chơi. Rồi hôm trước là nói chị Nhi là không có đi không? Nghỉ đi rồi. Nghỉ đi rồi hả? Con về đây được mấy ngày rồi? Gần tuần rồi. Là từ ngày hôm gặp chú Bùi Hồ đúng không? Dạ. Hiện nay còn tiền không? Còn hai mấy nghìn. Đâu lấy ra chú xem coi. Im liền. Đâu? Còn 20 ngàn à? Dạ. Ôi trời ơi. Rồi bây giờ là cứ ra đường là xin nhiêu rồi ăn nhiêu, không có về nhà ngủ bờ ngủ bụi vậy luôn. Như chú như con á là chú không có làm như con đâu. Chú về bán vé số phụ mẹ rồi về nhà chơi với em, giữ em cho mẹ. Con có bao giờ con nghĩ đến mẹ 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 lo cho con không? Ngày xưa Thanh không có được đi học đúng không Thanh? Dạ. Con có lớp 2 là con nghỉ rồi. Con biết đọc chữ không? Biết hơi gành gạch rồi. Dạ. Mà chú kêu gì? Con đang ngủ vậy chú kêu gì? Con buồn chú không? Sao không buồn? Tại con hớt ơi con đi chờ. Có ai thôi gì làm bố không hay là chỉ đi chơi vậy thôi rồi đi xin tiền thôi? Đúng rồi. Trong chợ á mà là con có làm gì Nhi á. Làm gì? Nước đá. Con biết là cái tuổi của con dễ bị người ta gạt lắm không? Con có bao giờ sợ người ta bắt bán sang Campuchia không? Hả? Rồi bạn của con là có ba mẹ gì không? Tại sao cũng ngủ bụi giống như con nữa? Nhưng mà mẹ chết, ba đi tù rồi. Bạn đó đó hả? Người nhà bạn ở đâu? Ở trong cầu Tắc Ông Ngàn á. Bạn nhiêu tuổi? 2029 á. Hả? 2029. 2009 hả? 2009 là 14-15 tuổi. Con năm nay là 14 tuổi. Dạ. Bạn đó bằng tuổi con. Sao mà con quen bạn đó? Bạn nó đi ra đây chơi á, gặp bạn đó. Bạn tên gì? Tên Dương. Rồi tối là chia nhau là mỗi bạn cho ngủ vậy đó hả? Rồi hai bạn là cứ đi xin người ăn, người ai thôi gì là ai mướn khiên gì khiên đó. Không, bạn đó tối á có tiếp cái gì bên đây bán hủ tiếu á. Được nhiêu? Cho ăn không à. Dạ, tối có bao giờ bị mấy chú đuổi không? Chú công an á. Con ngủ như thế này là bao lâu rồi? Dạ mỗi lần tới giờ á. Là mỗi lần là bao giờ? 4 năm rồi. Giờ vẫn còn buồn ngủ đúng không? Lại kêu bạn được không? Dạ. Lại kêu bạn đứng dậy được không? Đây. Dương ơi, Dương, chú Hồ. Chú chào con. Chú. Sao ngủ ở đây? Ngồi đi, ngồi đi. Sao con ngủ ở đây? Cái gì? Ở đây có ai ngủ, con nó ngủ. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Con 14. Ba mẹ con đâu? Mẹ con chết, ba đi tù. Mất được mấy năm rồi? Mấy được 3 năm rồi chú. Con có anh em chưa? À, con còn đứa em ở bên ngoài. Em ở bên ngoài? Dạ. Hiện nay con làm công việc sinh sống? Dạ, con tối thì con rửa với chai phụ gì kia. Ờ. Còn thì sáng thì con đi xin tiền kiếm đồ ăn ăn. Vậy hả? Dạ. Ba đi tù lâu chưa? Dạ, cũng được 3 năm. Rồi bây giờ cứ tối là con ngủ vậy đó hả? Dạ. Con với bạn quen nhau lâu chưa? Dạ, mới quen đây rồi chú. Mới quen sao quen nói chú nghe.
con đi con gặp. Hả? Đi cái chơi con gặp. Con đi chơi con gặp. Dạ. Là chỉ có hai anh em thôi, ba đều đi tù hết đúng không? Dạ. Sao con không về con phụ ngoại? Ngoại con với Tây Ninh. Ngoại Tây Ninh, con nội? Ông nội ở đây. Ông nội ở đây hả? Dạ. Con có được đi học không Dương? Không. Không được đi học luôn hả? Con ngủ bụi như thế này mấy năm rồi? 8 năm. Ngủ bụi 8 năm rồi hả? Mỗi ngày đi phụ được bao nhiêu tiền? Dạ con kiếm tiền ăn mà cũng... Hả? Con mới lấy tiền con làm ăn không mà. Con làm chỉ con đổi cơ lấy cơm ăn thôi đúng không? Dạ. Chứ con không có lấy tiền. Hiện nay là đi xin được nhiêu tiền rồi, coi chú xem được không? Dạ, được gì kia cho 20 ngàn. Hả? Được gì kia cho 20 ngàn. Cho 20 ngàn. Dạ. Rồi anh em ngủ mấy giờ mới thức nếu như chú không kêu? 11, 12 giờ. Dạ. Rồi thức dậy đi làm gì, đi xin tiền tiếp hả? À, ngủ ở đây có bao giờ mấy trụ bị mấy chú công an đuổi không? Dạ. Con ngủ ở đây con sợ không? Có xuống lạnh thì sao? Mình lấy cái đó. Lấy nào đâu? Cái miếng này nè hả? Dạ. Miếng này đâu có à? Miếng này đâu có? Đi lụm. Đi lụm hả? Nếu miếng như đó người ta cho. Người ta cho hả? Mấy tối mấy giờ con mới ngủ mà giờ này con ngủ đến giờ như vậy? Sáng, gần sáng con ngủ. Mà tối làm gì con thức... 6 giờ sáng mới ngủ. Tối làm gì con thức khuya như vậy? Tại em tiếp dọn di ảnh nữa. Vậy hả? Dạ. Sao cuộc đời của tụi con nó bi thảm, với con có ước muốn gì không Dương? Không muốn gì hết á. Hả? Con hỏi con có ước, những ước bà nội với mẹ con còn sống nữa à. Cái gì? Con muốn có ước gì là ước mẹ con với bà nội con còn sống. Vậy hả? Dạ. Có ai muốn ăn cơm gà không? Chú dẫn qua bên kia ăn. Không. Ăn không? Ăn qua bên đó ăn cơm gà ha. Dạ. Rồi đi. Anh ăn gì con? Dạ. Một dĩa gà, một dĩa sườn, 3 ly trà đá. Dạ. Rồi bao giờ con đi như thế này rồi lỡ đói rồi không có tiền sao? Dạ, đi kiếm người cha xin đồ ăn ăn. Xin đồ ăn ăn. Mẹ bệnh hay gì? Mẹ bệnh mất hay sao? Dạ. Mẹ mất lúc bao nhiêu tuổi con biết không? Dạ, lúc con 12 tuổi. Lúc con 12 tuổi, là 3 năm trước rồi. Lúc đó mẹ mất mẹ bao nhiêu tuổi á? 29 tuổi. Mẹ 29 tuổi hả? Nhà con cách đây xa không Dương? Ở kia kìa. Con biết ông ta ông liền á. Xuất đây, rồi xuất đây. Con nói sao Thanh? Nghe đồn cậu tắt ông liền á. Vậy hả? Tâm đang lỡ á. Cô bắt đi vô. À. Bạn này là có nhà cũng không về. Bạn này có nhà không về luôn đúng không? Anh có nhà không chịu về? Con chán nhà quá. Không có nhà không có gì chơi. Sáng nhà bán số rồi. À. Không có ai ở nhà chơi nữa. Tại sao không giữ em tiếp mẹ? Không, mà không có biết giận, không biết giận. Sao không biết, từ từ mình tập chứ. Cứ bây giờ ban ngày thì đi sinh, tối thì đi chơi bụi đời vậy á. Tối con cũng đi về. Hôm trước nghe chú khuyên thấy sao? Chị đâu. Hả? Chị đâu. Ừ, ngày sáng tối thức dậy có ăn sáng không? Ăn bánh mì. Bánh mì? Bánh mì là tiền ở đâu có? Tìm con mua chú chồng có 5 ngàn. Bánh mì 5 ngàn. Còn Dương, sáng ngủ thức dậy được ăn gì? Cũng ăn gì trước hết á. Mà hồi đó là hai bạn tình cờ gặp nhau như thế nào? Đi chơi gặp. Đi chơi gặp. Dạ. 200. Hai bạn bằng tuổi luôn đúng không? Phải không?
Nè ăn đi con. Nè ăn đi. Lấy giùm cái muỗng thôi anh. Lấy giùm cái muỗng luôn à. Số phận của những đứa bé như thế này không có sự dạy dỗ đàng hoàng, cứ đi bụi đời như thế thì mai mốt sẽ va vào những cái cạm bẫy xấu của bác anh chị. Bây giờ thì tình thì đến thời điểm này Bùi Hồ không biết xử lý như thế nào cho nó hợp lý nhất. Chỉ biết là Dương này chỉ biết là ước mong sao mẹ không mất. Dương ơi, con chỉ mong sao là mẹ mình không. Nãy con nói con ước muốn sao? Đó con cứ điều ước thì con biết ước mẹ với bà nội con còn sống. Sao ước lại, sao lại ước vậy? Tại con muốn mẹ với bà nội chết. Bà nội mất lâu chưa? Mất cũng được 7 năm mà. 7 năm rồi hả? Thì sau này tương lai của con có dự tính làm gì không? Dạ. Con có dự tính làm gì không? Con không biết. Tương lai mù mịt hả? Một dĩa cơm này biết nhiêu tiền không? 3-7-40. 3-7-40 hả? Sao con biết? Tại con có sinh ở đây, con cho con á. À, 30-37. Có kia 40. Đừng đi lên Bình Dương nữa nghe chưa? Nghe chưa? Chú mà không kêu chắc tới 11 giờ mới thức dậy quá. Phải không? Nắng lên nó giúp con thức dậy. Nắng lên nó giúp con thức dậy hả? Nắng lên nóng quá ngủ không được chứ giúp thức dậy vậy. Hôm trước về mẹ có la không? Hai đứa là đêm nào cũng cứ ngủ ở đó. Dạ. Ông con mới ngủ 2 ngày nay à. Ừ. 2-3 bữa chứ không về nhà. Về nhà con ngủ. Ăn thịt nhiều vô. Tính tiền chú ơi. Tính tiền anh ơi. Chia nước chanh nè. Con á, ăn xong rồi đi với chú lại mẹ ha. Rồi Dương thì ăn xong rồi đi làm cái gì? Rồi hổng ngày con có về nhà không Dương? Không. Hả? Không. Bao nhiêu ngày rồi con không về nhà? Mới về nhà đó. Mấy tháng. Hả? Được tháng mấy. Con nói gì? Được tháng mấy con không về nhà. Tối đêm nào cũng ngủ ở đó, ở trên bàn ghế hết. Dạ. Chơi xong là hai anh em tự chia nhau chỗ ngủ hả? Tối chơi vòng vòng ở đâu Thanh? Chơi. Hả? Nhà bà thích chơi.
Bên cá tra đó hả? Rồi để cho hai bé ăn rồi cô bác anh chị. Chắc tí xíu đó Bùi Hồ chở cho Thanh lại gặp mẹ của mình bán vé số đằng kia kìa. Còn Dương thì chắc có lẽ là vòng vòng ở đây. Rồi cô bác anh chị biết cái hướng nào giải quyết đó, có thể gửi cho Bùi Hồ để Bùi Hồ có thể tìm cách để mà cho em vào cái môi trường cho nó tốt hơn á, hoặc là một cái việc làm cho nó ổn định hơn á. Bây giờ thì Bùi Hồ đang rất là gối ký luôn, tại vì gặp cái cảnh thấy hai đứa bé nó sốt quá. Ví dụ như hai con ai mướn gì làm mà hai con có chịu làm không? Chịu không? Dương chịu không? Chịu. Thanh. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác quý chị ở video tiếp sau ha. Ngon không Thanh? Để chú gót cho. Rồi đưa cho bạn hay gì. Tối hôm qua ăn gì? Thôi cháu lòng. Tiền đâu ăn? Mẹ cho. Còn Dương? Để đối làm tiếp gì đi. Để cho đồ ăn này. Ăn gì? Nuôi ha. Sáng nay ăn cơm thấy ngon không? Hai đứa bé ăn cảm thấy rất là ngon lành luôn.